Xin mến chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn trở lại kênh Dũng Ca Gia Đình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái quá trình mà mình rước cơi để cho cái kích cơi cây nó phát triển tốt đối với hoa giấy ha. Thì đầu tiên là mình pha cái hằng rốt 2. Thì đây là phân bón lá, nếu mà các bạn nếu mà xịt xịt trực tiếp trên lá nó sẽ rất là tốt ha. Các bạn đừng có tứ gốc. Tứ gốc thì tứ thì mình tứ trên lá, tứ xuống luôn thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên là nếu mà được tốt thì bạn nên xịt qua lá ha. Đây là phân bón qua lá nó sẽ hiệu quả hơn là mình tứ gốc. Rồi. Cái hàng amino thì cũng vậy ha. Nếu có điều kiện thì bạn bạn sử dụng bạn tứ qua lá ha, trực tiếp nó sẽ tốt hơn. Rồi, cái thứ cái quan trọng thứ hai đó chính là cái hàng humic ha. Rồi mình đã có chia sẻ với các bạn rồi. Thì mình pha thì mình theo cái liều lượng của nhà sản xuất thì cái muỗng này là 15 g thì mình pha một muỗng. Muỗng này 15 g tương ứng với bình 10 lít. Đó. Thì cái công thức mà mình pha humic thì mình pha là bột trước nước sau các bạn. Pha humic, pha thuốc, pha phân lá gì cũng vậy là bột trước nước sau. Rồi sau đó mình tiến hành mình khuấy đều. Đó. Và mình tứ tứ cho cây. Các bạn lưu ý là cái hàng humic này rất là dễ bón cục cho nên là bạn phải khuấy cho đều. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đây là cái hàm lượng humic nó rất là cao. Và tứ rất là có lợi cho cây. Ở trong cái quy trình mà mình cải tạo đất cũng như là hỗ trợ trong cái quá trình mà phục hồi rễ cũng như là rước cơi hoa giấy. Đó. Các bạn nhớ là phân bón lá thì mình có thể kết hợp với xịt những cái loại thuốc phòng trừ sâu rầy đối với hoa giấy ha. Tuy nhiên là vườn mình thì mình chơi cũng không có nhiều cho nên là cái việc mà phòng trừ sâu rầy thì hầu như rất là ít. Còn đa phần đối với hoa giấy thì chúng ta kỹ vào cái mùa mưa chúng ta phòng trừ nấm bệnh nhiều thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó. Mùa nắng này hầu như chỉ có sâu rầy, rầy rệp thôi. Đa phần là ít có nấm bệnh khuẩn nó phát triển lắm. Bạn biết mùa nắng mà rất là nóng nực. Ở đây thì mình pha là 15 g ha. Mình khuấy đều. Sau đó mình cho vào cái bình 10 lít mình tiến hành mình tưới. Bạn pha 10-15 gram ha. Theo đúng cái hướng dẫn của nhà sản xuất, mình tưới ít nhưng mà mình tưới nhiều. Mà mình tưới ít mà mình tưới nhiều lần nó sẽ hợp lý hơn là bạn tưới ít mà bạn tưới với cái cường độ nó cao, nó sẽ rất là hại cho cây. Đó. Rồi. Bạn đánh lên cái điều ha và bạn cho vào cái bình 10 lít như vậy ha. Rồi. Đó. Mình sẽ xúc cái này đi. Mình không có cây quay tay làm tay coi ấy bạn không cảm ha. Cái quay bị hư rồi, gãy rồi. Rồi. Đó, đó là mình kết hợp giữa humic, rốt ha. Kích rễ. Toàn là những cái phân hữu cơ vi sinh hết. Rồi cái thứ hai là mình sử dụng DAP ha. DAP siêu tan. Thì DAP này của Hàn Quốc ha, nó chỉ có hàm lượng đạm với lăng thôi. Thì mình thường thường thì trong cái quy trình rước cơi thì mình kết hợp DAP một lần 30 10 10 một lần và một lần nữa là DAP ha. Hoặc là một lần là 30 10 10, mình kết hợp từ 2 đến 3 lần để mình rước cơi cho hoa giấy ha. Tại vì 30 10 10 thì mình sử dụng cái loại TE đó để cái đảm bảo cái hàm lượng vi lượng trung vi lượng cho cây nó phát triển ha các bạn. Rồi, đối với cái chậu hoa giấy như vậy nè. Đó khi mà bạn cắt cơi rồi thì bạn muốn rước cơi á thì bạn tạo cái khoảng trống nhỏ như vậy ha. Sau đó bạn nhúm ha, bạn nhúm ba ngón tay lại. Bạn nhúm như vậy và bạn cho vô. Rồi. Đó, chậu bự quá thì mình nhúm rử thôi. Như vậy xong rồi mình lấy tay mình lắp lại là xong ha các bạn. Tương tự chậu bên đây cũng vậy ha. Các bạn lưu ý là trong cái quá trình mà mình bón phân thì mình bón vào cái chiều mát ha. Cái này là 4 giờ mấy rồi mà nó nắng vậy đó các bạn. Rồi nhúm nè, nhúm ba ngón tay nhúm. Thì hoa giấy ta mình ghép ha. Đó. Đây, tương tự đối với chậu dưa hấu mình vừa cắt cơi ha. Rồi, thì mình nhúm vô cho nó ít DAP. Rồi, tương tự chậu này cũng vậy ha. Nhúm cho nó ít DAP vô gốc. Rồi. Rồi, chậu bên đây, cái sản phẩm của mình làm mình đang nuôi tàn các bạn. À, cái này mình hai ba cái nhánh bên kia nó còn non quá mình chưa có cơi. Rồi, nhúm nha các bạn. Rồi, nhúm vô thôi. Sử dụng. Cho ăn ít nhưng cho ăn đều và liên tục nó sẽ không có hại cái cây. Rồi. Ở đây thì mình các bạn kiếm một cái cây dài mình khuấy đều trong cái hùng này nữa ha. Cho nó đều lên. Mình lưu ý với bạn là cái humic này là cái humic Mỹ. Cái tỷ lệ humic nó tới 90 mấy%, nó rất là tốt. Nó rất là có lợi cho những cái cây trồng, đặc biệt là cái cây trong chậu. Tứ vô ha nha các bạn. Rồi tứ trực tiếp vô gốc ha. Rồi ok. Rất là tiết kiệm thôi. Ok. Chúng ta không được tứ trên lá nha các bạn. Đối với humic thì chúng ta không được tứ trên lá đâu. Chúng ta chỉ tứ trực tiếp vào gốc thôi. Ok ha. Cái này chưa lắp lại nè. Đó.
ha. Rồi chậu này cũng vậy. Rồi chậu to thì mình tưới nhiều hơn xíu. À, chậu này nữa chưa vô DAB, mới cho DAB vô này các bạn. Rồi, rồi tưới tưới vô cái chỗ mà mình vừa bón phân á. Chậu bự thì mình tưới nó nhẹ, mạnh xíu, ok ha. Rồi à, đối với những cái cây mà có hoa mình cũng vẫn có thể tưới humic được nha các bạn, không ảnh hưởng gì hết nha, rất là tốt đó. Đây là cái chậu tím tuyết của mình nè, mình sẽ bỏ cái hàng DAB vô. Cái này mình đắt nó hơi ấy rồi, mình bỏ DAB xong rồi mình sẽ lắp hiềm gia hễ vô ha các bạn. Cứ tưới trực tiếp vô gốc. Rồi đây là cái chậu cẩm hạch của mình nè, mình lấy bo đây nè các bạn, cẩm hạch mini nè, mình mua để mình lấy bo. Rồi bạn cho nhíu hết nha các bạn. Tương tự chậu bên kia ha. Rồi mình sẽ tưới humic lên. Rồi tương tự với cái chậu nhiều màu của mình, chậu này 3-4 màu rồi, tưới humic cho nó. Rồi tưới luôn humic cho nó hạt. Đây là chậu rượu vang. Rồi do mình mới sửa motor, mình giờ cái chậu là đây. Đối với những cái chậu như vậy thì mình có thể tưới humic cho nó, bổ sung humic cho nó ha, trong mọi giai đoạn. Rồi qua đây nữa, cây này mình chưa cơi nó lên luôn các bạn. Đó cái quy trình rước cơi nó chỉ đơn giản thôi. Các bạn thấy những cái cơi của cái này mình cắt cơi trước và mình vô phân trước các bạn ha. Nó phúng bông thì mình thích thì mình để, nhưng mà tuy nhiên là mình không thích á, mình sẽ tỉa bỏ. Đây là ra bông tự nhiên nha, không có sử dụng thuốc kích bông gì hết, mình sẽ cắt bỏ hết. Mặc dù là lượng nước nó đầy đủ nhưng mà cây nó sung á. Các bạn thấy cơi nó vú nhúng 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 đặt đặt cái cơi hết. Đó. Cứ mình theo cái quy trình rước cơi thì mình rước khoảng từ 3 đến 4 lần sử dụng phân hóa học kết hợp với humic và cái hàng phân hữu cơ. Phân hữu cơ viên nén mình có làm viết trước clip trước á. Nếu tốt thì bạn có thể xài hữu cơ khoáng với cái tỷ lệ đạm cao. Đó, đạm cao. Còn nếu không thì bạn xài hữu cơ bình thường cũng được. Ngoài ra bạn có thể sử dụng hữu cơ truyền thống, phân trùng quế, hữu cơ thuần cũng được ha. Không nhất thiết gì phải sử dụng hữu cơ khoáng ha. Có cái nào thì mình xài cái đó. Tuy nhiên về cái giá thị trường, nếu mình mua lợi mình mua hữu cơ khoáng nó sẽ lợi hơn các bạn. Đó. Hữu cơ khoáng là một cái dạng mà nó có thành phần hữu cơ và nó có thêm cái lượng NPK đó. Cái người họ sản xuất, họ người nhờ sản xuất họ cho vào. Thì mình mua phân hữu cơ thì mình mua ở những cái chỗ hàng cửa hàng vật tư nông nghiệp, những cái loại phân mà của Hàn Quốc. Đó, những cái loại phân đó nó có cái thương hiệu ha. Cái này mình lấy đầu tâm mình lãi để mình dưỡng cái tàn lại thì đó. Quy trình làm cơi nó chỉ đơn giản thôi các bạn, không có gì khó hết ha. Còn đối với như đối với hoa giấy thì mình đã chia sẻ với bạn rồi. Humic thì mình sẽ xài luân phiên trong mọi giai đoạn, chứ không phải là nhất thiết gì mà phải giai đoạn làm cơi thì mình mới tưới humic nha các bạn. Rồi ok, xin chào bạn và hẹn các bạn trong clip tiếp sau.